Bài 3. Stress. 1. Giải quyết tình huống 6. Yêu cầu 1. Em hãy tìm được các yếu tố chính và các yếu tố thuận lợi gây nên stress. Các trường hợp trên đang ở giai đoạn nào? Tại sao? Yêu cầu 2. Để khắc phục được các vấn đề trên, theo em chúng ta cần có những biện pháp gì? Khái niệm về stress. Trong thực tế, stress là thuật ngữ đôi khi dùng để chỉ một nguyên nhân, một tác nhân gây stress, như tiếng ồn của thành phố, cái nắng nóng, bệnh tật, sự thay đổi chỗ ở, việc làm, hoặc đôi khi để chỉ hậu quả của những tác nhân gây kích thích mạnh, hốt hoảng khi gặp thiên tai nặng nề, sự căng thẳng khi gặp khó khăn trong công việc, gia đình có người qua đời. Như vậy, stress vừa chỉ tác nhân công kích, vừa để chỉ phản ứng của cơ thể trước các tác nhân đó. Trong thực tế, nếu đáp ứng của cá nhân với các yếu tố stress không đầy đủ, không thích hợp, và cơ thể không tạo ra được một cân bằng mới, thì những chức năng của cơ thể ít nhiều sẽ bị rối loạn. Những dấu hiệu bệnh lý cơ thể, tâm lý, tập tính sẽ xuất hiện, và sẽ tạo ra những stress bệnh lý cấp tính, hoặc kéo dài. Trong y học, chúng ta chú ý đến vấn đề là tại sao những bệnh nhân mắc các bệnh khác nhau lại có những triệu chứng giống nhau? Rõ ràng là nguyên nhân gây ra các hiện tượng thì khác nhau, nhưng phản ứng của cơ thể đối với chúng thì đều giống nhau. Tất cả phản ứng này đều diễn ra theo 3 giai đoạn. Vậy 3 giai đoạn của stress diễn ra như nào? Chúng ta sang phần tiếp theo. Các giai đoạn của trạng thái stress. Giai đoạn báo động. Đây là giai đoạn biểu hiện bằng những biến đổi đặc trưng của chủ thể khi tiếp xúc với các yếu tố gây stress như kích thích các hoạt động tâm lý, đặc biệt là quá trình tập trung chú ý, tăng cường quá trình ghi nhớ và tư duy. Chức năng sinh lý của cơ thể có sự phản ứng như huyết áp tăng, nhịp tim tăng, tăng nhịp thở và rối loạn trương lực của cơ. Giai đoạn này các dấu hiệu có thể diễn ra rất nhanh, hoặc kéo dài vài giờ đến vài ngày. Trong giai đoạn này, chủ thể có thể chết nếu yếu tố gây stress quá mạnh. Những người tồn tại được thì phản ứng sẽ chuyển sang giai đoạn thích nghi. Giai đoạn thích nghi. Giai đoạn này còn được gọi là giai đoạn chống đỡ. Trong giai này, mọi cơ chế thích ứng được huy động để cơ thể chống đỡ và điều hòa các rối loạn. Sức đề kháng của cơ thể tăng lên. Con người có thể làm chủ được tình huống stress, lập lại các trạng thái cân bằng nội môi và tạo ra sự cân bằng với môi trường mới. Trong một tình huống stress bình thường, chủ thể sẽ đáp ứng lại bằng giai đoạn báo động và giai đoạn chống đỡ. Nếu giai đoạn này tiến triển tốt, thì các chức năng tâm lý, sinh lý của cơ thể được phục hồi. Nếu khả năng thích ứng của cơ thể mất dần, thì quá trình phục hồi không xảy ra và cơ thể chuyển sang giai đoạn kiệt quệ. Giai đoạn kiệt quệ. Phản ứng stress trở thành bệnh lý khi tình huống stress hoặc bất ngờ, hoặc quá dữ dội, hoặc ngược lại, quen thuộc nhưng lặp đi lặp lại, vượt quá khả năng dàn xếp của chủ thể. Trong giai đoạn này, các biến đổi tâm lý, sinh lý của giai đoạn báo động xuất hiện trở lại, hoặc là cấp tính và tạm thời, hoặc là nhẹ nhàng hơn và kéo dài. Người ta chia stress bệnh lý thành hai giai đoạn như sau. Stress bệnh lý cấp tính. Thường những tác nhân gây stress loại này là những tình huống không lường trước. Nó có tính chất dữ dội. Biểu hiện bệnh lý như sau. Các phản ứng cảm xúc cấp xảy ra nhanh, tức thời, biểu hiện là chủ thể hưng phấn quá mức về mặt tâm lý và cơ thể. Nó có những dấu hiệu cụ thể như tăng trương lực cơ, rối loạn thần kinh thực vật, tăng quá mức phản ứng của các giác quan, rối loạn trí tuệ, kém khả năng tập trung suy nghĩ, lo âu, kích động nhẹ. Loại này thường kéo dài từ vài phút đến vài giờ.
rồi giảm đi tùy theo tính chất và tiến triển của stress. Sự giảm đi càng rõ hơn khi có mặt người khác an ủi, động viên làm chủ thể yên tâm và khuây khỏa. Stress bệnh lý kéo dài. Sự hình thành stress bệnh lý kéo dài thường được hình thành từ các tình huống quen thuộc, lặp đi lặp lại. Nó thường gặp trong những trường hợp xung đột dai dẳng, không toại nguyện, hoặc gặp những phiền nhiễu trong đời sống hàng ngày. Đôi khi được hình thành từ các tình huống stress bất ngờ và dữ dội. Stress bệnh lý kéo dài có các biểu hiện như biến đổi tâm lý, tâm thần, dễ nổi cáu, có cảm giác khó chịu, căng thẳng về tâm lý, mệt mỏi về trí tuệ, rối loạn về giấc ngủ, biến đổi trong cơ thể, suy nhược kéo dài, đánh trống ngực, đau vùng trước tim, huyết áp tăng giảm một cách không ổn định, nhức đầu, đau nửa đầu, thay đổi về tập tính, có thể ức chế hoặc kích thích những hành vi của con người, làm biến đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày của con người, đôi khi làm cho con người trở nên khó tính, hoặc có những niềm tin một cách mù quáng vào một vấn đề gì đó. Các yếu tố gây stress. Môi trường. Sống trong môi trường tự nhiên và xã hội, con người luôn luôn chịu đựng những tác động của yếu tố môi trường. Song có những kích thích đối với người này thì gây ra phản ứng stress, đối với người khác thì không. Ngay đối với một người, trong hoàn cảnh này thì tác nhân có thể gây ra stress, nhưng trong hoàn cảnh khác thì lại không. Có người may mắn, ít phải đương đầu với các tình huống gây stress bất thường, không lường trước, như một thảm họa, một sự tấn công. Song họ lại phải đương đầu với những tác động của sự gò bó, khó khăn hay xung đột lặp đi lặp lại trong cuộc sống gia đình, trong công việc. Trước cùng một hoàn cảnh như nhau, mỗi người lại có phản ứng khác nhau. Rõ ràng, cùng là một yếu tố môi trường. Muốn kích thích để chủ thể có phản ứng stress, thì kích thích đó phải nằm trong tình huống stress. Hoàn cảnh xung quanh. Hoàn cảnh xung quanh có khả năng chi phối, điều chỉnh mạnh mẽ các biến cố gây ra stress. Sự nâng đỡ của những người xung quanh, sự đầu tư của các hoạt động nghề nghiệp sẽ là những nhân tố bảo vệ chủ thể và giúp họ đương đầu với hoàn cảnh stress. Nhân cách của chủ thể. Nhân cách của chủ thể có vai trò hàng đầu trong quá trình thích nghi. Tất cả những nét tính cách như cảm xúc không ổn định, khó làm chủ cảm xúc, lo âu đều gây khó khăn cho chủ thể khi phải đối phó với các tình huống stress. Các loại nhân cách thường dễ bị tổn thương trong tình huống stress. Nhân cách không ổn định về cảm xúc, với tính xung động và thiếu tự chủ, hiếu thắng. Nhân cách phân ly, với biểu lộ cảm xúc quá mức và tính ám thị cao. Nhân cách suy nhược tâm thần, dễ bị ám ảnh, thụ động, hoài nghi. Nhân cách lo âu, tránh né, với nét đặc trưng là căng thẳng cảm xúc, e sợ, ngại giao tiếp. Nhân cách lệ thuộc, với biểu hiện chủ yếu là thụ động, bất lực và hay tìm nơi nương tựa. Những tập tính của chủ thể. Các tập tính chịu đựng là một nhân tố thích nghi và bảo vệ chủ thể trong các tình huống stress. Sự nhạy cảm của chủ thể. Khi xảy ra tình huống đe dọa, bất ngờ, không kiểm soát được và thậm chí có khi nguy hiểm đến tính mạng, thì trong chủ thể xuất hiện một hiện tượng được gọi hiện tượng nhạy cảm. Chiến lược điều chỉnh và kiểm soát stress của chủ thể. Trong chiến lược thích nghi, chủ thể huy động nhiều nhân tố khác nhau để đối phó trước các tình huống stress. Gặp tình huống xảy ra, nếu phép thử làm chủ tình huống của chủ thể diễn ra một cách dễ dàng, thì họ sẽ nhanh chóng đưa ra một chiến lược phù hợp với khả năng của mình để đối phó với tình huống. Và sự thành công của chiến lược sẽ hầu như chắc chắn. Sự đáp ứng stress về mặt tâm lý, sinh lý sẽ thích hợp. Chủ thể sẽ ít tốn công sức và sự đáp ứng stress xem như bình thường. Trong những trường hợp như vậy, khả năng kiểm soát và thích nghi dễ dàng với tình huống stress của chủ thể là nhân tố trung tâm của chiến lược thích nghi. Khi gặp một tình huống stress đòi hỏi sự nỗ lực cao độ mới kiểm soát được, thì phản ứng stress của chủ thể phải vượt qua mức độ của một phản ứng với tình huống đánh giá là không kiểm soát được, thậm chí nguy hiểm, làm cho chủ thể không đối phó được, hoặc phải nhờ vào một sự trợ giúp có hiệu quả nào đó. Nếu trong lý thuyết, người ta chỉ quan tâm đến nhân tố nhận thức, trí tuệ để tạo ra chiến lược thích nghi, thì trong thực hành,
chúng ta phải quan tâm đến nhiều yếu tố khác nữa. Trong đó các yếu tố cảm xúc về các sự kiện xảy ra. Yếu tố nhận thức, cảm xúc sẽ biến đổi theo sự tiến triển của đời sống tâm lý, cảm xúc. Theo nhân cách, kinh nghiệm của chủ thể. Qua nhân tố nhận thức trong chiến lược điều chỉnh, chúng ta xác định được một cách thuận tiện thái độ và sự đáp ứng của chủ thể với tình huống stress. Sự kiểm soát bên ngoài các biến cố được thể hiện qua thái độ tích cực của chủ thể, nhằm làm chủ tình hình thực tế và tìm kiếm sự trợ giúp của xã hội. Sự kiểm soát bên trong liên quan đến sự làm chủ các ý nghĩ của chủ thể. Sự mất kiểm soát được thể hiện bằng cách xa lánh, trốn chạy của chủ thể. Để không phải đương đầu với tình huống stress, có khi chủ thể đi đến sử dụng những chất có hại cho cơ thể. Đặc biệt là chất có hại cho cơ thể, như rượu và thuốc, để đối phó tiêu cực với các tình huống stress. Cũng có một cách khác để đánh giá tình huống là thông qua trách nhiệm mà chủ thể gánh vác khi tình huống vừa mới bộc lộ. Hoặc ngược lại, chủ thể gắn trách nhiệm cho người khác, cho sự ngẫu nhiên hoặc sự rủi ro. Những đánh giá về thái độ và sự đáp ứng này chủ thể rất quan trọng, để chúng ta tiên lượng khả năng sử dụng liệu pháp tâm lý phục hồi, nhằm giải quyết các khó khăn trong thích nghi với stress bệnh lý. Theo góc độ tiếp cận tâm lý, trong quá trình tự vệ, nhất là bảo vệ sức khỏe trước một căn bệnh stress, các chủ thể có những đòi hỏi khác nhau. Có người đòi hỏi được biết chính xác bệnh tật của mình. Sự hiểu biết này giúp họ chế ngự được sự lo âu và tình huống stress. Ngược lại, cũng là nhằm mục đích thích nghi. Một số bệnh nhân khác lại không yêu cầu thầy thuốc giải thích về bệnh tật, vì họ cho rằng họ sẽ không chịu đựng nổi khi biết rõ về bệnh tật. Họ chấp nhận xong trong tình trạng bệnh tật, với sự chẩn đoán không rõ ràng. Tình trạng này giúp chủ thể thoát khỏi những phản ứng stress, và làm cho họ có thể cân bằng về thể chất tâm lý lúc bị lâm nguy. Chúng ta phải tôn trọng những thái độ tâm lý trên đây. Điều này giúp chúng ta hiểu rằng, khái niệm thông báo sự thật bệnh cho bệnh nhân cũng chỉ là tương đối và nhu cầu, đòi hỏi của bệnh nhân sẽ tiến triển theo thời gian. Người thầy thuốc một mặt cần phải biết chính xác chẩn đoán, tiên lượng bệnh tật của người bệnh. Và một mặt khác, phải biết cung cấp những lượng thông tin phù hợp với nhu cầu tâm lý thực sự của họ. Tính chất và phương thức gây bệnh của stress. Phương thức gây bệnh của stress rất đa dạng và phong phú như tâm chấn gây bệnh có thể mạnh, cấp diễn, nhưng cũng có thể không mạnh nhưng trường diễn. Bệnh có thể xuất hiện do một tâm chấn hoặc do nhiều tâm chấn phối hợp. Bệnh có thể xuất hiện ngay sau tâm chấn hoặc sau một thời gian sau. Có thể tâm chấn chính là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh, song cũng có thể chỉ là tính chất gây bệnh của tâm chấn còn phụ thuộc vào xúc cảm, sự chuẩn bị về mặt tâm lý của chủ thể. Tâm chấn càng bất ngờ càng dễ gây bệnh. Tâm chấn dễ gây bệnh nếu chủ thể khó tìm được lối thoát trong tương lai. Những tâm chấn gây phân vân, dao động hoặc khó dung hòa dễ gây bệnh. Tâm chấn tác động vào tập thể ít gây bệnh hơn là chỉ tác động vào một cá nhân nào đó. Các dấu hiệu và triệu chứng stress. Dấu hiệu về tâm lý. Chủ thể có thể hay cáu giận, đặc biệt là cáu giận vô cớ, chỉ trích, phê phán mọi người, gây sự, hung hăng, lo lắng, chán nản, buồn rầu, nhạy cảm với tin đồn, tới các chi tiết có liên quan đến tâm chấn, khó tính, không vừa lòng với các công việc, dù ở nhà hay ở cơ quan, không muốn tiếp xúc với mọi người, không trò chuyện với ai, chán ăn, bỏ ăn hoặc ăn nhiều, sử dụng các chất kích thích như rượu, bia. Đặc biệt có trường hợp sử dụng các chất kích thích dễ gây nghiện như thuốc lá, thuốc phiện, bỏ nhà đi lang thang. Các dấu hiệu về thực thể. Rối loạn về hệ thống tim mạch. Tim đập nhanh, loạn nhịp, tăng huyết áp. Rối loạn hệ hô hấp. Khó thở, thở nhanh. Rối loạn ở hệ thống tiêu hóa. Miệng khô, đắng miệng, miếng ăn. Ăn không ngon, rối loạn cảm giác mùi, vị, buồn nôn, nôn. Hệ cơ, khớp. Đau mình mẩy, đau ngực, rùng mình. Cảm giác mỏi rã rời chân tay. Tiết niệu, bí đái, đái khó,
đái dắt, rối loạn sinh dục, đau bụng kinh, rối loạn kinh nguyệt, lãnh tinh, khả năng tình dục giảm, rối loạn nội tiết, tăng tiết adrenaline, toát mồ hôi, ra mồ hôi chân, mồ hôi tay, rối loạn thần kinh, nhức đầu, mệt mỏi, suy giảm trí nhớ, mất ngủ, ngủ liên miên. Nếu nặng có thể có rối loạn tâm thần, hoang tưởng, trầm cảm. Các phản ứng của bệnh nhân đối với stress. Đương đầu với stress. Bất kỳ bệnh nhân nào khi phải đương đầu với những tình huống stress gây ra sự mất ổn định, họ đều có những phản ứng cảm xúc và hành vi để né tránh, không đối đầu với chúng. Những biểu hiện tránh né này có thể vẫn được duy trì ngay cả khi các tình huống stress chính không còn nữa. Khả năng đương đầu với stress tùy theo từng người. Vì vậy nó tùy thuộc vào các yếu tố sau: kinh nghiệm, vốn sống của cá nhân, trí tuệ, nghị lực, bản lĩnh sống. Người có nghị lực dễ đương đầu với stress hơn, nam dễ hơn nữ. Phương thức và tính chất gây ra của tâm chấn. Khắc phục stress. Tìm giới hạn của bản thân trước stress. Chỉ có bạn mới biết những gì gây nên sự stress cho bản thân. Nhiều người cho rằng đó chỉ là một chút áp lực của công việc. Nhưng bản thân họ cũng có những nguyên nhân riêng gây ra stress. Hãy cảnh giác và tỉnh táo để nhận ra khoảnh khắc stress bắt đầu gây ảnh hưởng xấu đến bạn. Chạy trốn khỏi stress. Tôi không khuyến khích bạn chạy ra khỏi nhà hay văn phòng. Chỉ là biết cách thoát khỏi những gì đang gây ra stress cho bạn. Giây phút bạn nhận ra stress bắt đầu hành hạ mình. Hãy tạm thời chạy trốn. Đứng dậy và đi ra khỏi nơi làm bạn stress dù có chuyện gì đang xảy. Chuẩn bị tinh thần. Ở bất cứ đâu có thể tạo một không gian riêng. Về vật chất lẫn tinh thần cho bản thân mỗi khi stress tìm đến. Quan trọng hơn, dần dần bạn sẽ biết cách nhận ra và ứng phó phù hợp với mỗi tình huống làm bạn stress. Cũng giống việc cần phải rèn luyện cơ thể mỗi ngày. Bạn cũng cần tập luyện cho tâm trí. Chuẩn bị về mặt thể chất. Tập thể dục mỗi khi rảnh rỗi và cảm thấy mệt mỏi. Bạn không nhất thiết phải đến phòng gym. Đi bộ nhanh, lên xuống cầu thang. Hoặc một số bài tập tại chỗ sẽ khiến bạn cảm thấy khá hơn mỗi khi stress. Kiểm soát những gì gây áp lực cho bạn. Khi bạn biết chính xác những gì làm bạn stress, hãy thẳng thắn nhìn nhận và vượt qua chúng. Cần phát triển một tư duy kiên định và tỉnh táo bảo vệ bạn khỏi những tác động xấu của stress. Đây là cuộc sống của bạn, cần phải nắm quyền kiểm soát nó. Một kỳ nghỉ phép dài hoặc thay đổi công việc mới nếu mọi thứ đi quá giới hạn chịu đựng. Trong cuộc sống, luôn cần sự thay đổi vào đúng thời điểm. Tìm kiếm sự giúp đỡ. Nếu tất cả những phương pháp phía trên không giúp bạn cải thiện tình hình, bạn cần sự giúp đỡ từ bên ngoài. Bạn bè, người thân luôn ở bên hỗ trợ bạn trong mọi tình huống. Hoặc tìm đến một bác sĩ tâm lý để chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Một người có kinh nghiệm về tâm lý luôn biết cách cho bạn những lời khuyên phù hợp. Stress đối với bệnh nhân khi nằm viện. Khi bị ốm, tai nạn, buộc phải nằm viện. Người bệnh thường có những diễn biến tâm lý vô cùng phức tạp. Thường biểu hiện như buồn rầu, bi quan, chán nản, chán sống. Trong gia đình có người ốm thường có không khí buồn rầu bao trùm lên mọi thành viên trong gia đình. Đặc biệt nếu là các bệnh trầm trọng hoặc trong các gia đình có khó về kinh tế, về con người. Vì vậy, họ thường chịu nhiều stress. Stress đối với người bệnh thì có rất nhiều. Ở đây chúng ta có thể lưu ý tới một số yếu tố chủ yếu của stress và các hoạt động cần sự chú ý chăm sóc điều dưỡng như sau. Với bệnh nhân nói chung, thay đổi nếp sống, sinh hoạt, ăn ở, lo lắng cho cuộc sống của gia đình ở nhà, chi phí nhiều làm kinh tế sốt kém, lo lắng về bệnh tình, tiến triển của bệnh như thế nào, bệnh tật có ảnh hưởng đến tương lai không, đau đớn về thể xác, bệnh nhân nằm cùng phòng có nhiều khách chăm nom, có điều kiện kinh tế, còn mình thì không. Với bệnh nhân nặng, bệnh nhân sợ phải thay đổi điều kiện sống, điều kiện làm việc, vị trí trong xã hội. Đặc biệt đối với những người bệnh đang có công việc tốt, mà phải nằm viện có thể thay đổi vị trí công việc. Người làm nghề lái xe lại mắc bệnh động kinh nên sẽ không được lái xe. Bị bệnh nhiễm trùng không được phục vụ tại nhà hàng.
khách sạn, không được đi dạy học. Sợ phải sống cách biệt khi mắc một số bệnh lây truyền. Những hành động chăm sóc. Người thầy thuốc, điều dưỡng cần thường xuyên tiếp xúc, thông cảm, và chia. Nhân viên y tế giải thích hợp lý. Khoa học về bệnh cảnh của họ, giải đáp về bệnh tật. Bồi dưỡng, giáo dục, và rèn luyện nhân cách người bệnh. Khiến họ tin tưởng tuyệt đối về chuyên môn. Đưa họ hòa vào công tác chăm sóc cùng cán bộ điều dưỡng. Bố trí bệnh phòng khoa học, đẹp, phù hợp. Phối hợp với người nhà người bệnh. Hoặc đồng nghiệp, cấp trên có các giải thích, các cam kết về công việc. Trách nhiệm khi họ nằm viện và sau khi khỏi bệnh. Stress đối với cán bộ y tế. Các yếu tố gây stress. Người cán bộ y tế trước hết cũng là một con người. Ngoài các công việc làm việc tại các cơ sở y tế, người cán bộ y tế cũng phải đương đầu với nhiều yếu tố có thể gây stress. Trong cuộc sống thường ngày như biết bao con người bình thường khác, một số nơi, trang thiết bị y tế quá cũ, lạc hậu, nên gây khó khăn cho việc chẩn đoán và chăm sóc người bệnh. Từ đó gây tâm lý không tốt cho người bệnh. Và họ gây áp lực trở lại đối với nghề y. Chế độ đãi ngộ của xã hội thấp, lương thấp, phụ cấp nghề nghiệp chưa tương xứng, phúc lợi xã hội chưa đủ để đáp ứng nhu cầu tối thiểu của người lao động. Nhiều người bệnh và người nhà của người bệnh không hiểu một cách đầy đủ về tính chất công việc của ngành y. Họ có nhiều đòi hỏi vô lý, có nhiều thái độ không tốt. Việc học tập nâng cao trình độ đôi khi không được đáp ứng. Phương pháp phòng ngừa stress đối với người cán bộ y tế. Cần đánh giá đúng các thế mạnh và yếu của mình để có kế hoạch phát huy hoặc sửa chữa. Không ngừng nâng cao việc học tập, rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, chính xác, quyết đoán trong xử lý tình huống. Đơn vị xây dựng được mối quan hệ chân thành, cởi mở, thương yêu, hỗ trợ nhau trong đơn vị. Có tấm lòng vị tha, bao dung. Tránh mọi sự căng thẳng trong đơn vị, khoa.